nga tung video khoe núi xe tăng Đức Leopard, xe bọc thép Mỹ Bradley tóm được từ Ukraine. Ukraine được cho là có khởi đầu không mấy thuận lợi trong 4 đến 5 ngày đầu tiên sau khi phát động cuộc phản công chống lại Nga, khi tất cả các cuộc tấn công của họ đều thất bại, khiến họ hứng chịu tổn thất thảm khốc theo Bulgarian Military. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy hàng loạt xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe bọc thép Bradley của Mỹ mà họ đã phá hủy hoặc tóm được từ các lực lượng Ukraine trong vài ngày qua. Video được công bố hôm 12 tháng 6 cho thấy, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Padley của các lực lượng Ukraine bị thu giữ sau các nỗ lực phản công thất bại của họ tại vùng Zaporozhye. Một binh sĩ Nga trong đoạn video tiết lộ một số phương tiện chiến đấu của Ukraine có động cơ đang hoạt động. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các trận chiến, chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tổ lái của các phương tiện thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã trốn thoát khỏi các thiết bị trong quá trình chiến đấu. Bulgarian Military bình luận những nỗ lực từng đợt của các đơn vị Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của mặt trận phía nam Donetsk và Zaporozhye trong 4 tới 5 ngày phản công đã kết thúc trong thất bại khi tất cả đều bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, ngoài các phương tiện bọc thép của phương Tây, nhiều thiết bị quân sự Ukraine cũng đã bị phá hủy. Theo dữ liệu từ Oryx, trang web tình báo nguồn mở Hà Lan, cho đến nay Ukraine đã mất 16 chiếc Bradley cùng 4 chiếc Leopard 2 trong cuộc phản công. Leopard 2 được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới, được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Krauss-Maffei của Đức. Từ đầu những năm 70, năm 79, những xe tăng đầu tiên chính thức đi vào phục vụ trong quân đội Berlin. Xe tăng trang bị khí tài chính là pháo nòng trơn L55 120mm, có thể bắn đạn tiêu chuẩn của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đạn HE. M2 Bradley là phương tiện chiến đấu bộ binh chủ lực của Mỹ, được sản xuất bởi BAE System từ năm 81, sẽ được thiết kế để vận chuyển bộ binh hoặc các đơn vị trinh sát mang lại khả năng cơ động, hỏa lực và khả năng bảo vệ cao và có thể chở tối đa 10 người. Bradley có thể di chuyển quãng đường 402 km với một bình nhiên liệu đầy, tốc độ tối đa của xe là 61 km/h. Bradley có một số tính năng ấn tượng, ví dụ độ dốc của nó là 60% và độ dốc trượt là 40%. Nó có thể đi qua rãnh 2,5 m Bradley được trang bị pháo tự động M242 Bushmaster 25mm và hai bệ phóng tên lửa chống tăng TOW với 7 tên lửa. Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể sẽ khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Điều này sẽ khiến hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Khi tiến hành các cuộc phản công, các lực lượng Ukraine đã tìm cách thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga, tìm kiếm những sơ hở và điểm yếu để xuyên thủng phòng tuyến đối phương. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, Ukraine khó có thể thành công khi Moscow ngày càng nỗ lực cải thiện kỹ năng chiến đấu, nâng cấp vũ khí và đúc rút nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố dọc chiến tuyến dài 1.000 km, cải tiến vũ khí điện tử để làm suy giảm lợi thế của Ukraine đồng thời biến những quả bom hạng nặng có thứ thời chiến tranh lạnh trong kho vũ khí thành bom lượn dẫn đường chính xác có khả năng tấn công mục tiêu đối phương trong khi giúp máy bay chiến đấu nước này tránh bay vào vùng nguy hiểm trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tướng Mark Milley cho rằng mặc dù quân đội Ukraine có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phản công nhưng chắc chắn đây sẽ là một trận chiến giằng co trong thời gian dài hầu hết sự chú ý đều tập trung vào tình trạng lũ lụt ở miền nam Ukraine do đập ca khúc ca tại khe sơn bị vỡ cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau phá hủy con đập này. Cùng thời điểm, quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trên nhiều khu vực ở mặt trận, nhưng cho đến nay chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ do hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga cản trở. Richard Barron, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Vương quốc Anh cho rằng, quân đội Nga đã xây dựng các chiến tuyến phòng thủ vững chãi và điều chỉnh chiến thuật sau khi rút khỏi các khu vực rộng lớn ở Kharkov và Kherson vào mùa thu năm 2022. Nhà phân tích Barron lưu ý, Nga đã nâng cao năng lực đối phó với máy bay không người lái, đồng thời tìm cách bảo vệ các tài sản quan trọng như sở chỉ huy và kho đạn tránh xa tầm bắn của các pháo binh đối phương. Ngoài ra, Moscow đã cải thiện cách thức bắn hạ pháo binh và xe tăng của Ukraine khi phát hiện mục tiêu. Chưa kể, Moscow cũng triển khai thêm rất nhiều binh sĩ để bảo vệ chiến tuyến dài gần 1.000 km. Theo ông Richard Baron, một khi Nga kết hợp tất cả các yếu tố trên, thì cuộc phản công hiện giờ của Ukraine sẽ khó khăn hơn nhiều so với cuộc phản công tại Kherson hay Kharkov vào mùa thu năm 2022. Ở những giai đoạn đầu xung đột, Nga đã chịu tổn thất khá lớn, nhưng nước này vẫn duy trì lợi thế về quân số và vũ khí. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Nop cho rằng, Nga phải khai thác kho vũ khí có từ thời Chiến tranh Lạnh, thậm chí triển khai các loại xe tăng ra đời từ những năm 1950 để bù đắp tổn thất trên chiến trường, nhưng những khí tài quân sự này vẫn đang hoạt động rất hiệu quả. Nhà phân tích này lưu ý, Nga có hàng nghìn chiếc xe tăng như vậy và họ đã sử dụng nhiều loại trong số này làm phương tiện tấn công cố định trong các tuyến phòng thủ, chẳng hạn như ở khu vực Zaporizhia. Ông Zdanov lưu ý, Nga đã thành công khi tấn công các kho dự trữ vũ khí của Ukraine nhờ mạng lưới cộng tác viên và mật vụ. Ngoài ra, Moscow cũng sử dụng máy bay không người lái và chiến thuật tác chiến điện tử để gây nhiễu vũ khí hoặc phương tiện của Ukraine. Moscow đã ngừng huy động các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn trong các cuộc tấn công. Thay vào đó, họ tìm cách chia nhỏ lực lượng để tránh thương vong lớn. Mặc dù không quân Nga hoạt động tương đối hạn chế, nhưng họ đã tìm ra cách hiện đại hóa kho tên lửa, biến những quả bom cũ thành bom lượn vô cùng lợi hại, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 70 km. Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng an ninh Russia có trụ sở tại London cho rằng, dù cho những quả bom này hạn chế về độ chính xác, nhưng kích thước to lớn của chúng sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Ngoài nâng cấp kho vũ khí, các kỹ sư Nga cũng thể hiện năng lực vượt trội khi xây dựng công sự giã chiến và đặt chứng ngại vật dọc theo chiến tuyến. Trong đó, Chiến hào và hầm chỉ huy được gia cố bằng bê tông, hàng loạt bãi mìn hoặc ụ bê tông chống tăng mọc lên như nấm. Theo Rusi, việc bố trí rộng rãi các loại mìn tinh vi chống xe tăng vào bộ binh đã tạo ra trở ngại lớn cho hoạt động tấn công của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng tìm những cách thức tinh vi hơn để ngụy trang cho phương tiện, tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tránh tổn thất. Theo ước tính của Rusi, các hệ thống tác chiến điện tử cải tiến của Nga đã phá hủy khoảng 10.000 máy bay không người lái của Ukraine mỗi tháng. Không chỉ tấn công UAV, chúng còn có thể chặn và giải mã các thông tin liên lạc của Ukraine. Thưa quý vị, sau khi chịu những tổn thất nặng nề từ các cuộc phản công trong tuần qua, quan chức Ukraine muốn Đức viện trợ thêm xe tăng chủ lực Leopard 2 và thiết giáp sau một số tổn thất khi tấn công phòng tuyến Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Menik, từng là đại sứ tại Đức cho biết, quân đội Ukraine cần thêm rất nhiều xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe thiết giáp của phương Tây. Trong đợt tiến công mang tính quyết định, mỗi chiếc Leopard 2 có giá trị bằng đúng số vàng tương đương với trọng lượng của nó. Ông Menik cho rằng quân đội Đức có thể chuyển thêm xe tăng Leopard 2, ngoài 18 chiếc đã viện trợ cho Ukraine. Ông Menik tuyên bố con số hiện tại có thể tăng gấp 3 lần mà không gây ra tổn hại cho năng lực phòng thủ của Đức, đồng thời đề nghị Đức chuyển thêm 60 xe tăng chiến đấu bộ binh Marder. Thứ trưởng Menik nhắc lại yêu cầu từng được Ukraine đưa ra về việc quân đội Đức viện trợ 10% trong số 350 xe chiến đấu bộ binh Buma, 400 thiết giáp Boxer, 900 thiết giáp Fudge và 220 thiết giáp Fenech đã được sản xuất, Ông cũng đề nghị Đức viện trợ tên lửa hành trình Taurus Cap 350 với tầm bắn hơn 500 km có giá khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Theo ông Menik, Ukraine đang chờ đợi quyết định chiến lược của Đức về việc tích cực tham gia liên minh chuyển giao tiêm kích, ngay lập tức cho phép huấn luyện phi công Ukraine điều khiển chiến đấu cơ Eurofighter và đóng góp một phần trong hơn 130 máy bay trong biên chế một số quan chức Đức bày tỏ ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine để thay thế những gì đã bị phá hủy trong giao tranh với Nga, trong đó có xe tăng chủ lực Leopard và thiết giáp trở quân. Đề nghị của ông Mendic được đưa ra sau khi quân đội Ukraine mất một số xe tăng Leopard 2 trong trận đột kích bất thành phòng tuyến của Nga ngày 8 tháng 6. Một lữ đoàn tham gia trận đánh này mất gần hết thiết giáp Mỹ và phải lùi về tuyến sau để ổn định lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 6 thông báo, quân đội nước này đã tập kích đoàn xe tăng thiết giáp Ukraine tại tỉnh Zaporizhia, tiêu diệt 50 binh sĩ cùng 11 xe tăng, trong đó có 3 chiếc Leopard, 17 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, một tổ hợp tên lửa phòng công Storm M của Anh và một liệu pháo M777 của Mỹ. Một số kênh Telegram của Nga ngày 12 tháng 6 công bố video cho thấy xe tăng Leopard 2 bị lực lượng Ukraine bỏ lại trên tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia. Tuy nhiên, không rõ vị trí hay tình trạng cụ thể, cũng như lý do những chiếc Leopard 2 này bị bỏ lại. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ 3 được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế vào năm 1979. Đức chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt biến thể có trong biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu cũng như nhiều quốc gia ở trong khu vực. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Anh ước tính, số lượng xe tăng Leopard 2 ở châu Âu hiện nay là khoảng 2.000 chiếc. Phương Tây mới chuyển 30 chiếc xe tăng Leopard 2A4, 21 chiếc Leopard 2A6 cùng một số xe công binh, dùng cùng khung thân cho Ukraine. Đức hồi tháng 3 công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine với trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 30 xe tăng Leopard 2, thiết giáp Marder, tổ hợp phòng công Iris-T cùng nhiều loại đạn dược.